Mẹ, hát map hả mày? Gán giết đi nha. Lát này con. Đi. Non, non lắm. Này thì tôi top laner từ trước đến giờ trong lòng laner là ai vậy? Kia, Kia cái gì God? Bây giờ là Ember nha, Ember là hơi bị khủng đấy. Năm sau, mùa sau là mùa này là mùa của Ember đấy. Ember đánh hơi bị chiến đấy, xin chơi. Từ với Ember kêu là xin chơi không à. Xin chơi đấy. Trời ơi, gặp thằng Tôn nữa. Anh em nhấn like cho tôi lên là xuất nhanh em ơi. Hay vậy, hay mới tập trung nha. Đã tắm ké rồi còn stream ké nữa. Còn tiếng tồi không ơn anh? Stream chứ. Bào để gì mình ba bào chứ. Sup ơi. Đỡ mạng nó lời sup. À, giờ đỡ mạng nó cho nó mới ghét đi ông ơi. Buồn không quá. Sợ đây nó tôi mà dựng dính nè của con đầu bự mà. Không có tôi đâu vậy. Vậy hả? Ok. Thì giờ nhảy vô cái đầu nữa. Biết nó tuôn rồi còn lát cái đó nữa. Rồi đi. Khùng. Nó tưởng nó tuôn nó được bóp sức mạnh hay sao. Hai cái súng này nãy giờ là mất kiếp hơi nhiều rồi đó anh em ơi. Trời ơi, sao mà nó dễ. Mẹ ơi, hát map hả mày? Gán giết đi nha. Lát này con. Đi. Non, non lắm. Sao nó lát được mấy pha xử lý của tôi hả? Sao mà nó biết được? Này thì tôi nghi là thằng này vừa đánh nó vừa nghe tôi nói á. Nhắm giờ tôi nói tôi sẽ nhảy lên tôi bắn nó. Cái giờ nó nấp sau lưng trụ luôn nè. Nó không lên đâu. Nãy đang nghe stream chắc luôn á. Mấy tôi nãy hay coi stream lắm. Lâu quá không đánh, mấy này nó quên cái tên này rồi. Nhảy cái nữa. Cái gì mà đứng lâu quá vậy? Rồi, thấy là double kill rồi đó. Ừ. Nè, cái này nè. Solo kill luôn, không ai hết á, bắn thường, quy bắn thường. Đúng rồi. Miyati nha. Đau nha ông kia. Đau nha. Ông cứ vậy rồi. Xỉa cái nữa coi. Ra chỗ khác chơi đi. Xỉa cái nữa. Nè xỉa cái nữa. Nói rồi mà không nghe. Bực cái đó. Xỉa. Tôi không giết ông thì thôi á. Dạo này hậu gáy ác dữ. Má giờ này hậu phi gáy rồi. Hậu gáy ác dữ. Hồi trước là kiểu thôi đời đừng bắn tôi. Giờ ủa chớ sao ông. À hậu thay đổi mẹ. Ủa mấy ông biết hả? Biết tình hậu sắp cưới không? Hậu béo sắp cưới đó anh em. Ai da má. Tin chuẩn chưa anh? Anh nói chỉ có chuẩn thôi chứ anh có bao giờ nói điêu. Win game này chat ô biết chơi game không nha. Cảm ơn như chừng nha cũng được chứ. Ok win game này chat. À vì Sài Gòn cứu nó luôn. À tôi nhảy cái hậu G tôi về anh em tin không? Tôi nhảy lên cái hậu G tôi về hậu giết tôi nhưng mà tôi đâu có gà tới vậy. Nè hậu dụ tôi bay vô cái hậu hất tôi về nhưng mà tôi bay qua đây hậu sẽ hất tôi được. Tôi gờ hậu nè, tôi bắn hậu hết máu nè. Cái hậu về, hậu hết dép được.
chứ tôi bay vô hẳn vô hậu cái hậu hức tôi về tôi chết sao. Hậu trong đầu hay đang nghĩ vậy đó, nhưng mà đơ đi trước rồi này, không gờ ra đây bắn nó luôn á. Đấy, win hết máu lấy trụ xong về, được chưa? Thì sớm mới xong rồi. Ôi HG luôn ấy hả? HG chết anh em ơi. Anh combo được 7 nút ly không anh? Không em ơi. Anh combo inset còn được chứ kêu em 7 nút khó cho anh quá. Anh có chơi Lee Sin nhiều đâu. Hồi xưa làm được giờ khó cho anh á. Trời ơi, quậy lớn. Ấy ghê kinh quậy lớn. Cút. Anh em ơi, mắc go đi anh em ơi. Mắc go đi. Mắc go đi. Đừng chơi game cá nhân nữa. Chạy thì cái găng diệt nó mới mạnh lên được. Mấy ông gồng thì gồng bố thì không ăn, chạy boss đẩy chết luôn. Mắc go đi. Phải mắc go á. Vậy này giữa game cứ mất con xe cay quá rồi. Không giữ được anh em, nó có khiên. Hậu kính nữa, kỹ quá vậy hậu ơi, hậu kỹ quá. Hậu hóa kỹ quá thôi, pha này có hai cái game nữa nha. Trời. Quá đáng thiệt chứ. Đá stream hả? Ở hồng hậu kính thấy mà, xin lỗi. Hậu ơi là hậu. Nhắm mắt cũng biết hậu còn trống nữa. Chơi 6 năm vững vàng là mình ngu hay mình gà anh? Là mình không được thông minh thôi. Mình không phải. Mình không chơi game giỏi. Mình không chơi game giỏi, ở ngoài mình giỏi khác cũng được. Nên em nhấn like, subscribe cho đỡ nha. Mời anh em nhiều.